nghĩ từng rồi. Kiệt đâu có bao giờ Kiệt biết được là Trung Cộng Dương Nghị lên trên đài tuyên bố một cái câu xanh mặt vậy đâu. Bữa nay ngày hôm qua có người tự nhiên hồi tuần rồi đã bị chửi rồi, ngày hôm qua cũng bị chửi tiếp. Cái miệng anh nói thì sao mà Dương Nghị lên tuyên bố là những cái nước láng giềng sẽ có thể trở thành như Ukraine, có nghĩa là sao? Nghĩa là nó đi đánh Việt Nam chứ, nước láng giềng đánh ai, miên là nó khỏi cần đánh, nó chiếm rồi Lào nó khỏi cần. Những nước đó đâu có mà nó nói với người Việt Nam mình, nói cái ông gì Sơn Sơn vậy đó, thì coi quý vị coi phải không? Đó là của cái thời Mạt Vận. Ở cái thời này thiện thần, hiện bây giờ thiện thần đang chiến thắng gần như 90% rồi, chỉ còn có 10% con rắn nó hai đầu, một đầu là nghe, một đầu là Tàu, Á Châu với Âu Châu. Âu Châu là tính luôn phần Trung Đông rồi luôn á. Thì bên kia là coi như là thấy thua trắng rồi, nghe bữa nay là thua trắng. Chủ khí gì đâu dởm quá, chiếc tàu gì đâu á, không ai đụng tới cũng chìm. Huống hồ chi ba cái mà máy bay mà nó bay trên trời á, nó gắn bằng cái máy camera bình thường á, mình tưởng đâu là máy bay không người lái ngầu lắm nghe em. Toàn là chơi gắn đồ mã với đồ dởm không, bởi vì mấy vị nói là đánh nước Tàu á, nó chế không có gì phải sợ hết. Đừng có thấy nó số lượng nhiều mà đồ dởm á cũng không có đánh được ai đâu. Còn Việt Nam mình á, trong lúc này mình cứ nên chuẩn bị tinh thần của mấy bác này nè, đó, lập lại nhà Trần. Hội nghị Diên Hồng giơ ta lên, 6 triệu chim hiền hải ngoại, mỗi người cho tôi xin tô phở. Đầu tiên khi mà trái bom đầu tiên của Trung Cộng nó bắn vô Hà Nội, bữa nay mình không có nói về là Lạng Sơn hay là Hà Tiên nữa, mà Sài Gòn Huế Hà Nội cũng phải chuẩn bị. Mình đâu có biết đạn của Trung Cộng nó dởm lắm, nó đi nó không có trúng cái đó mà trúng chỗ khác làm sao, nó nhắm đường trúng nẻo. Mình gom lại khoảng chừng là nhiêu ta, khoảng có 20 tỷ phú, mà nó tỷ phú kiểu Việt Nam đâu có nhầm nhò với Mỹ, mà giàu cho 20 người nó gom lại thì không đoán khoảng nhiêu nha, cao lắm chừng 100 tỷ đô cũng không bằng, 100 tỷ hay 150 tỷ gì không biết, cũng không bằng một người ở Mỹ. Mà có ra 20 người đó, 20 người tỷ phú đó nuôi được biết bao nhiêu công ăn việc làm cho người nghèo, cho những cái người xã hội thấp dân bây giờ bán cái gì cũng không ai mua, tại vì người trên không xài tiền xuống thì người trung bình không có thu nhập, người trung bình không thu nhập thì người thấp hơn người trung bình cũng không có tiền thu vô nữa, cho nên nó đi nguyên một cái hệ thống là vậy. Mình phải nuôi ông giấm nuôi ông bầu thì nước mình mới giàu được. Thế như Đạo Phật, chuyện này thì để cho mấy đại ca giỏi về kinh tế đó tính, còn mình dở về kinh tế, mình chỉ biết truyền tin, Kiệt chỉ biết truyền